Ở trên đó là đi, trên đó người ta chơi game mình không à. Thôi, làm nhanh nhá. Tôi hỏi thiệt mà ông Siga luôn cái trò này. Mà làm nhanh. Vì tôi đéo biết có cái gì đến ra trong đây đâu. Ok. Chúng ta có gì nè. Save game. Yep, không có gì nhiều lắm à, tắt bớt mọi thứ rồi. Ủa sao tôi không thấy avatar của mình trong đây ta? Hello. À, avatar tôi rồi. Hello nhé. Tại sao là mập? No idea. Nói ai chứ nói tụi mập hơi sai á. Ông chưa sẵn sàng Ừ. Ừ. đâu. Cái gì vậy? Tiếng xì gà giật mình. Tịch xìa. Ok, làm nhanh cho này không? Vô game ơi. Miếng xanh. Nhưng nguyên nó cũng sẵn sàng. Dán, dán. Alo. Nghe tiếng rồi nhưng mà đừng có a nó nhìn ghê quá rồi. Không, tại tôi vừa mới tập rớt trên trước trên bàn tôi xuống cái chân mà hôm bữa tôi bị Ồ, nghe đau quá ho ho được rồi tôi không muốn biết thêm nhớ những hương là được những con số được viết ở trên chung trong cái dạng thông tin mà tôi có thể đo xe sai phép nó là tác dụng phụ á. Dạ, tôi nghĩ rằng bạn đã biết nó vô đây này này không phải ông thu là nó đang kia mất một cái phần của chứ không được đó. rồi bố chim bị vấn đề phụ nhỏ bà ta lại à. Con nhỏ avatar lại chứ. Mận Phạm tôi phải cố hoàn thành trò cất này mới được đây không phải là chữ giấy tờ của ba của cô chứ cậu chứ chắc chắn không phải gọi sách kia lời sai những con số xấu xí nó không phải là biết nó nhiều hơn là những cái dưới vách cào đừng quên tôi cảm ơn mẹ của bạn này tôi không cần lời khuyên của cậu đâu tiếng hét của tôi làm cho những trang giấy bắt đầu rung chuyển sau một khoảng khắc những con đốm đốm bay khỏi trang giấy hả đủ đốm đốm cái trang giấy hello từ chưa ui sao nãy tôi live stream trò kia mấy ông không vô vậy. Thôi thật ra nãy cũng nhiều người coi lắm. Cảm ơn mọi người hồi nãy coi tới con bộ chim nãy nhá. Bộ chim nãy căng phải liền. Nhưng nó sướng lắm. Thế là hôm nay chúng ta sẽ chơi chậm lại tới sau một bộ chim phát nhạc kìa. Sau một bộ chim căng thẳng hay tới một bộ chim chậm chạp. Không chim luôn nào này. Tôi rảnh gì mà tải gì trong vòng nửa tiếng rồi tôi chim bà nội. Nhưng mà nếu tôi ưng thì tôi sẽ tải sao? Mình á. Hãy tiếp tục tìm kiếm nào. Mày làm chim mà Luôn khổ là rồi chơi không? Chơi không hết trò nào thì nó cũng kỳ lắm. Tôi đã nhặt hết tất cả những nghĩ của mình nhưng mà có gì đó tôi lo lắng ở trong một người ta hát tôi nghĩ là mình phải vui nhỉ tại sao là không vui ấy nếu như tôi mất điều gì đó và tôi không tìm được thấy thì nó giống như thì nó cũng giống như quay lại cái điểm bắt đầu vậy không có gì thay đổi cả một con số không cộng cũng không hơn không kém hạnh phúc luôn luôn là phải nằm ở việc chúng ta luôn chúng ta luôn suy nghĩ tích cực đúng không bạn nghĩ nhiều quá nếu cậu nghĩ quá nhiều nó sẽ làm cậu buồn bã đấy tôi bây giờ muốn đi ngủ thế thì sướng cả vậy sướng chứ à bộ chim mà hay đó thật ra nguyên bộ chim đó là một cái gì đó tôi cố nỗ lực để tôi đánh hay nhất có thể rồi nhưng mà đoạn cuối là cái đoạn quá trời đỉnh của tôi luôn yeah. Nếu ông thích thì ông hãy coi là nguyên chim hoặc là coi cái đoạn 10 phút tôi cắt ra hồi nãy quá đẹp luôn. yeah. Thật ra mấy đoạn đánh quái mình đánh ngầu hơn đánh boss thì mình đánh khá là tù kiểu nào thế thì ra ngoài ban công hít một không khí trước khi ngủ sao thế còn là sao well, cứ đi ra ban công hít thở không khí vậy thôi bằng cách là nói những từ này giống như một sự tấn công tâm lý ở với tôi nhưng mà tôi bất hình lình bước lùi lại từ phía ban công tôi không nghĩ nó là một ý tưởng hay đâu tại sao nó có thể nghe nó bước biết gì away là xa chứ away là xa mà đúng không away là xa tôi cảm giác giống như cái này sợ đi ra ban công rồi cái này nghĩ ra ý tưởng nghĩ quẩn nghe có vẻ hơi xấu hổ nhưng mà tôi cảm giác như có ai đó đang coi tớ có theo dõi tớ vậy không có ai đó làm đéo gì có ai quan tâm cậu nhiều như vậy well mình nên tôn trọng ý kiến này ok thế thì cứ ở đây đi ừ tớ nghĩ vậy thế cậu sẽ làm việc kế tiếp vẫn 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 là câu hỏi kỳ lạ đó tớ sẽ đi ngủ chắc chắn rồi hy vọng vào ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp sau một năm gì hy vọng ngày mai sẽ đến sau một năm hoặc cả một thập kỷ
tưởng tượng bản thân tớ, tưởng tượng bản thân của tớ bên ngoài cái vỏ bọc phàm tục của tớ, nhưng mà cùng lúc ấy tớ vẫn có thể là tớ. Hoặc hài hước làm sao nhỉ, giống như việc một hộp sữa ở ngoài một cái bịch sữa, và sau đó tớ không nghĩ tớ không, cậu không cần phải nói với tớ lớn như vậy để tớ hiểu đâu, cậu làm tớ lo lắng đấy. Tớ biết rằng tớ đã biết việc đó rồi, tớ cũng biết rằng thời gian của chúng ta đang ngày càng ngắn đi. Cậu sẽ không, cậu chỉ cần không uống gì thuốc khác là được, chắc chắn là không rồi. Nhưng mà thật ra tớ sẽ không uống ngày mai đâu, chắc chắn luôn. Và những ngày kể cả sau ngày mai nữa, và sẽ không bao giờ, và không bao giờ nữa. Nghiệu đó có phải là lời tạm biệt chứ không đâu, tớ vẫn còn một điều muốn, một nguyện vọng muốn nhờ cậu nữa. Nó thật sự rất là một nguyện vọng nhỏ thôi. Vậy đó là gì? Tớ đã làm quá nhiều thứ hôm nay, tao mà vẫn chưa chịu nhận ra. Đồ, nhận ra cái gì? Mình có mua tem mít không? Mình có làm gì không? Mình có chim bị lỗi không? Hơi lòng phụ hiếu nha cậu, mời ông tới buổi chiều hôm nay. Mình có làm việc gì lạ không mà tao mà vẫn chưa kịp nhận ra nha. A, B, C, D, X, Y, Z. Tôi không biết tôi đã làm gì kỳ lạ để tên đang bị nhắn đó. Ok, nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục chơi game nhé. Mày, chừng nào có vấn đề mọi người cứ nhắn tôi nhé. Sao game đứng yên vậy? Ok, cảm ơn mọi người. Đi. Mà sao nãy giờ tôi mở cả điện thoại tôi lên, tôi lên luôn để mà. Có ai bị không? Lỗi và lờ. Cảm ơn mấy ông đã nói nha. Không, cái game này bị đứng sẵn rồi. Do cái link của game này khá là ngu, hoặc là tôi đang chim bằng cái chế độ gọi là Windows cấp chùa nha. Nhầm gì ta, đúng rồi, Windows cấp chùa chứ không phải là game cấp chùa. Bởi vì game cấp chùa game này không được. Ok, ok, thử chiến sang game cấp chùa. Game cấp chùa không được nha, đây là lý do bị lỗi. Chim bình thường nhưng mà màn hình bị free á. Ok, tiếp tục nào. Vậy nếu bị lỗi thì cứ kêu nhé. Tôi giờ tôi chỉnh sang cửa sổ nha. Tớ đã có quá nhiều thứ sẽ trải qua hôm nay, và có rất nhiều chuyện tớ muốn quên nó mãi mãi. Tớ không có trách cậu đâu, nhưng mà liệu việc này có thật sự quan trọng chứ? Cậu sẽ biết nó vào ngày mai thôi. Không, tớ không muốn phải đi lên giường với cái suy nghĩ như thế này. Ok thôi, vậy yêu cầu cậu là gì? Tớ muốn... Tôi bắt đầu lo lắng, gãi cổ tay của mình và cắn vào môi dưới. Này đợi đã, tại sao cậu lại sợ nói điều đó với tớ vậy? Hello, ông tướng Minh Nguyễn nhé, cảm ơn ông tới buổi chiều hôm nay. Tôi cũng rất là sợ nếu gì xấu xảy ra nếu như tôi nói về cậu. Tôi cũng rất là sợ khi mà có chuyện xấu xảy ra, thậm chí những điều tồi tệ sẽ luôn xảy ra mà. Này, dừng lại đi, tôi hiểu rồi. Mặc dù thế, tôi vẫn không muốn để cậu mình cho thấy cậu nói tới đâu. Này, đồ bắt này. Không, cậu mới là đồ bắt này chứ. Ai chà, cậu nghiệp cúp chuyện này. Lờ mau, thứ đi. Tí có con ma nhảy ra hù mấy ông hét, tôi không hét đâu. Hay là chơi game kinh dị nha. Viewer chắc ai cũng muốn coi thấy. Viewer chắc cũng chưa ha người sẽ thích game kinh dị, bởi vì cái gọi là hiểu chi, cái gọi là hội chứng gì mà muốn thấy người khác trải qua những chuyện tệ tệ. Nhưng mà tiếc rồi. Nếu tôi chơi game kinh dị thì hách mấy ông thấy được tiếng tôi la luôn. Hách mấy ông luôn ấy. Thế nào? Tôi bò vào túi ngủ của mình. Nhưng mà tôi tin là tin thôi, hiện tại khá là tin thôi. Mình đang gần luyện được kỹ năng của con Lulu rồi, kỹ năng chơi game không sợ hãi. Ông game môn cứ mày ngủ tôi hoài. Ở hoang tự nhiên màn hình chia bây giờ ấy à. Ủa gì vậy, ghê hê. Ê, em sợ. Okay, bình tĩnh chưa chị à, em sợ chiếu sợ rồi, nhưng mà game đứng còn sợ hơn. Game đứng sợ hơn chứ, nhưng mà tự nhiên màn hình của game bị gì ghê vậy. Ok, quay lại màn hình nữa đó. Luna phải không? Ok, tôi sẽ Google cho Luna sao, nhưng mà nó sẽ phải xếp hàng trong tầm 5-6 trò tôi được ý hiện tại. Bây giờ tiếp tục chơi. Tôi buồn bởi vì những giấc mơ sẽ không tới. Tôi buồn bởi vì những giấc mơ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Có thể cậu không tin tớ, nếu như tớ nói cậu tớ cách tớ đối đầu với những việc này ở những ngày đầu tiên, tất nhiên là tớ tin cậu mà. Tớ biết
nó chỉ là một cuộc đùa thôi. Dù sao thì tớ đã gửi mặt của mình, tính gần của mình, nằm xuống, bắt đầu tưởng tượng rằng tớ đang coi một giấc mơ. Tớ không ngủ, chắc chắn rồi. Và tớ luôn luôn, tớ biết rằng điều đó sẽ luôn làm tớ trông có vẻ buồn ngủ vào buổi sáng, cứ vật vờ vào buổi sáng thôi. Sau một tuần trải nghiệm việc insomnia, oh my god, là insomnia nữa. Tôi nói mọi người đấy, làm gì làm, khi bị mất mát và đi insomnia, mấy ông tốt nhất cũng nên suy nghĩ về việc đối đầu với nó một cách mang tính gọi là chủ động hoặc là thụ động nhé. Giống như kêu dân Dark Souls đi chơi Hollow Knight vậy. Oh well, ông Siga nói đúng đoạn này nhé. Tôi là một hàng chơi Dark Souls, ví dụ Dark Souls tôi chơi 5 lần á, Sekiro tôi chơi có 2 lần á, Elden Ring tôi chơi 3 lần nhé, thì cũng 10 lần đi. Chưa một lần nào tôi chơi được xong trò Hollow Knight. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mà tôi rất thích hết dòng Soul game, Soul Like kiểu. Nhưng mà là Hollow Knight đâu có trò tôi chơi không được gì cái khả năng. Chắc do tôi mù đường, chắc một phần tôi cũng không thích chơi game 2D cái đó lắm. Cũng không rõ nó, nhưng mà hy vọng tương lai tôi có thể tìm được cách chơi trò Hollow Knight. Hễ Hollow Knight chứ không nổi đâu. Nhưng mà nếu viewer muốn thì lúc mấy tôi chơi một mình chắc tôi chán, nhưng mà nếu có ai đó chơi cùng tôi như điện tôi livestream lên chắc tôi sẽ chơi được. Hồi nay thậm chí tôi mua luôn mà, by the way. Không, hoặc là tôi được một người bạn tặng thì đúng rồi. Yeah, một người bạn rất thích Soul Like tặng. Yeah, ông ấy chơi Soul Like hay bị đỉnh á. Alright, quay lại trò chơi nhé. À, chúng ta tới đâu rồi nhỉ? Sau một tuần bị insomnia, tôi nhắc tới insomnia, tôi đưa lại nốt lại phiên à. Nếu ai bị bệnh insomnia thì hãy cố gắng chủ động quyết định là mấy ông sẽ xử lý cái việc này thế nào, chứ đừng bao giờ thụ động. Tôi bị insomnia tầm gần 2 năm đi. Thì những tháng đầu tiên của insomnia tôi phó mặc cái việc là tới buổi tối tôi nằm lên giường, tôi ngủ được hay không thì là số mệnh của nó. Cái đó là hơi thụ động ấy. Nếu ông gì tôi muốn ông chơi Valorant thôi im đi. Mạng lắc quá đại ca, chừng thật ra Valorant cũng được. Lắc thì anh em gánh thôi. Nhưng mà gần đây là tôi chưa hoàn thành bất kỳ trò chơi nào, nên ra tôi sẽ hoàn thành thêm hai trò trong trò này nữa. Và đúng ít mọi người, để tôi nói chuyện đó vậy. Là cái insomnia này á, mấy ông phải nói chung tôi cũng không phải là dân chi gì cả, chỉ là một người từng bị thôi, không và vẫn đang bị nhá. Dạ, đừng có thụ động khi đối đầu căn bệnh này, chủ động lên. Một là mấy ông bắt đầu tập thể dục, mỗi ngày đều tập thể dục tới mức cơ thể mấy ông cực kỳ đau đớn để đi ngủ cho nó dễ. Hay là hai là mấy ông phải gọi là chấp nhận là mấy ông sẽ chuyển sang dạng cú đêm như tôi này. Dạ, tôi không tập thể dục tốt được, dù tôi không phải béo nha, đếm xong cú đêm nó mình béo được. Tôi hơi bị mà tôi trong lớp thể dục của trường tôi hơi bị đỉnh ấy, nhưng mà bỏ qua việc đó thì tôi không chịu được cái việc tập thể dục nhiều, so với tại kiểu mình mệt sẵn rồi. Mà học đại học thì cũng khá là mệt, nên tập thể dục này thì sức đâu mà cân bằng giữa việc chơi game vừa học mà vừa tập thể dục nữa. Yeah, cho nên tôi quyết định là trở thành một cú đêm. Đó là cách tôi đối đầu với insomnia, chấp nhận là mình sẽ ngủ không ngủ cho tới khi mình buồn ngủ, chứ không có việc tôi lên giường đúng giờ và tôi chấp nhận cái insomnia nó quấy gầy tôi. Alright, cho nên quay lại cho chơi nhé. Và tôi mấy tôi sẽ hu nhỏ là cái này qua đây. Ok. Sau một tuần insomnia, tôi bắt đầu cảm giác kỳ lạ và thấy những thứ không hay, thấy những thứ kỳ lạ. Những dòng chữ trôi nổi trong không khí, những nỗi lo lắng kỳ lạ xuất hiện ở những khoảnh khắc kỳ lạ nhất, ở những nơi kỳ lạ nhất. Những cặp mắt với một cái đồng tử trắng bệch, nó đáng sợ lắm, bạn biết không? Và một ngày nào đó tôi đã gần như chết. Tôi chỉ bất tỉnh ở giữa căn phòng và không phải di chuyển lúc nào cả. Và khi mà những dòng chữ, những đôi mắt đó vẫn nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, nó thật sự tồi tệ làm sao. Và nó xứng đáng với tôi đúng không? Nó giống như mình đã bị bắt bởi lời nói dối tồi tệ nhất, lộn rồi là nói dối to lớn nhất trên thế giới này vậy. Tôi cảm giác y chang. Và sau cùng tôi quyết định dừng lại. Nhưng mà những cái dòng chữ, những cặp mắt ấy vẫn không bao giờ ngừng, nó vẫn ở đó. Tôi đoán rằng nó thích nơi này mà nó sẽ luôn luôn nhìn vào tôi mỗi lần tôi thức dậy, tiếp tục theo dõi tôi. Và tôi thật sự sợ chúng, mà tôi không thể nào, nhưng tôi không thể nào đàm phán với chúng cả. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn còn đáng sợ, vẫn còn sợ. Thì cậu vẫn sợ điều gì? Cậu vẫn còn sợ để nói việc đó với tớ. Tất nhiên rồi,
bọn chúng vẫn ở đây để nghe mà. Cậu biết đấy. Hãy dùng tay của cậu đi. Được rồi. Tôi bắt đầu dùng những ngón tay của mình với những thứ kỳ lạ, tạo ra những hình, tạo ra những hình thù và phức tạp. Cậu muốn nói với tớ rằng hãy kể cho cậu chuyện trước khi ngủ á. Tớ vẫn luôn cố gắng rất nhiều đấy. Cậu không hiểu à? Họ sẽ nghe được cậu đấy. Để tỉnh nào, không có ai có thể nghe cậu đâu. Đây, câu trả lời cậu là gì? Tớ rất vui để làm rồi này. Thật ra tớ cũng không biết tại sao. Tớ cũng không biết cách để kể chuyện đó. Thật ra nó đơn giản, nó phát rất là đơn giản đấy. Cứ nói những thứ, nói miếng việc mà không dừng lại là được. Nghe có vẻ mệt mỏi nha. Nó không đó. Nhưng mà nó sẽ khá là vô nghĩa đấy. Cậu không biết, cậu sẽ không biết những gì cậu đang nói. Cậu được cậu đang nói. Tớ đã biết đủ để nhận ra rằng chúng ta sẽ kết thúc việc này bằng cách như một cách phí thời gian thôi. Hãy tập trung vào những việc thật sự quan trọng đấy. Ôi sao cậu nhầm chán vậy? Nhắm mắt đi. Miu Sai, a bug of new death, no longer a bug of a... Ok, tôi đã đạt được một cái ending rồi. Tôi thức dậy ở trong một khu rừng đào. Trước mặt tôi là con đường kỳ lạ tới mức quen thuộc. Tại sao tôi thấy này? Cuối cùng tôi nghe giọng nói từ phía bên cạnh. Tôi quay lưng và thấy có một chàng trai có khuôn mặt kỳ lạ trên mắt. Này là mình đấy mọi người. Cậu là tớ một. Ai là cậu vậy? Người chàng trai. Chàng trai chớp mắt. Chúng ta không đi tới bất kỳ nơi nào giống như thế này. Hãy thử lại đi. Sau đó anh ta hở hít một hơi thật sâu. Cậu đã trễ. Tôi nhìn vào anh ấy một cách kỳ lạ. Anh ấy cũng nhìn lại một cách kỳ lạ. Xin lỗi. Người chàng trai gật đầu một cách hoang mang. Này, thấy chưa? Mọi thứ tốt hơn rồi đấy. Cậu có tên chứ? Tên của tớ là Chester. Tôi đưa con chuột ấy một cái nhìn lạnh chanh. Hắn cậu ta có vẻ người trẻ, nhưng mà tại sao lại tới với tôi những câu hỏi kỳ lạ này? Không phải vấn đề của cậu. Bên cạnh đó, liệu có ai đó với tôi với tôi tại sao tôi đang ở đây không? Này, nó là đây là một sự chiếm nhã đấy. Không có ai ở đây ngoài cậu và tớ đâu. Chả phải như họ đã nói với cậu mà thứ, tớ biết tất cả những thứ ở đây. Tất cả được cái gì? Cậu Orina là tuân lệnh ha. Cậu đã tuân lệnh tớ để tớ cùng hỗ trợ cậu tới cửa hàng. Jessica nói điều đó với một cái tư thế của vẻ chiến thắng. Không này, tớ đang làm không tính là cậu hiểu rằng. Rồi mà thế nè, tớ thật sự nghiêm túc ấy. Tớ không phải là người định đâu. Cậu nghĩ rằng tớ yeah. Bạn đồng hành cậu. Anh ta kỳ lạ. Cảm xúc, tất cả những cảm xúc hạnh phúc, vui, buồn, tường giận, im lặng. Hắn là một kẻ kỳ lạ. Và cái tên của hắn cũng thật sự ngu ngốc làm sao. Thế chúng ta sẽ đi hay không? Cậu hay đi, còn tớ phải ở lại suy nghĩ. Tớ sẽ rất vui, nhưng mà tớ nghĩ tớ không biết đường đi đâu. Chứ sao? Cười một cái nhìn. Tôi cắn môi dưới của mình cách kỳ lạ. Nói mà kết tao này mệt quá nha. Bây giờ tôi ghét mấy kiểu cái này. Thế hương mẹ vậy chứ. Tôi sẽ hất lòng với cậu và tôi không thích cậu đâu. Anh ấy bắt đầu tự nhiên cười phá lên. Nhưng tớ thì thích cậu đấy. Anh ấy nắm lấy tay của tôi mà không có thái độ hù lịch gì cả. Tôi cũng không có thời gian để phải ứng kịp. Dẫn đường đi. Con đường của tôi tới cửa hàng. Mấy cảm giác như cái này kỳ lạ liền. Mẹ, nhưng mà đây là một trò chơi cũng có tiếng đấy, cho nên chúng ta cố làm nè. Con đường của tôi có giờ ổn, nhưng không phải là lý do mà sẽ đi chuyển nhanh hơn tôi đâu. Nên, okay. Sau khi con đường này có dễ dàng hơn những gì đó, nên là sau khi chúng tôi tới cửa hàng, chúng tôi được chào bởi một cái cửa hàng cửa hiệu. Chúng tôi sẽ đóng cửa trong 20 phút tới. Ai là ý tưởng này trong? Ai đã đưa ý tưởng này? Họ chắc chắn họ có một cái gì đấy. Họ đùa, đúng rồi. Cậu hồi xưa kỳ lạ đấy, đâu có hồi xưa ông ảo không sao. Nói cậu bao nhiêu tuổi, không phải liên đề của cậu. À, hết tên cậu là gì, không phải liên đề của cậu. Tôi đã xin lỗi. Hãy đi nè, khỏi lên đợi gì. Ờ, dạ. Ha mệt thế à. Là đi mua sữa tiếp. Ở trên đây có rất nhiều thứ chúng ta nhận ra chúng ta lại. Tôi không phải tin được người, chúng ta không biết nơi nào họ bán sữa. Và chúng ta nên hỏi nhân viên cửa hàng chắc. Chắc chắn là, này, ừ. Đi xe đến đây nè. Hello, cô thử tôi có thể biết. Ha mệt thế. Chào, không phải vô người ta mà. Gì? Không phải phàng
stream. Một bạn mới vô stream á, Hoàng Khoa. Hello Hoàng Khoa. Hello nha. Mày biết là tới giờ mà nhiều người coi thì là tôi lại chim cho chơi kỳ lạ này, nhưng mà well, có thể là tôi sẽ phá đảo nó thôi. Vô lên nè. Người hành tài nói, tôi mới nói với ông ấy. Nên là mày làm bơn. Làm bơn mà. Kéo hắn tài hỏi xin lỗi. Tôi nắm lấy tay thách cha và kéo hắn, kéo anh, kéo cậu Hòa hỏi đây. Cậu ta có vẻ vẫn nhìn vào khách hàng mà khuôn mặt của tôi cỡ rất kỳ lạ. Mày cái đéo để gì cả đây. Fucking god, I hate the shit man. Không chỉ chúng tôi quay qua cốc, chết xa mới là bình tĩnh là chuyện gì vậy. Tôi đã khá là sợ, ông ấy đã nói, ông ấy nói gì. Không ra nữa đâu. Thế là bắt đầu hét lên như một, như bị điên vậy. Tôi lấy tay mình bịt miệng anh ta lại. Mà anh ta vẫn có vẻ như muốn khóc. Cậu hay cư xử bình thường đâu, cậu không hiểu đâu. Chắc chắn tôi không hiểu rồi. Tôi cũng không bao giờ hiểu bất kỳ gì. Việc làm những ồn, những người hét là sai đấy. Dù sao thì nếu như điều này cậu cũng hiểu thì cậu sự kỳ lạ, cậu sự tàn nhẫn làm sao. Chứ ta đẩy tôi, đẩy tôi hỏi ra, đẩy hỏi tay tôi và bắt đầu chạy đi. Fuck mẹ. Đây dù à, tôi nhìn thấy chết ta quầy tính tiền. Chứ đó. Này, chuyển đi. Tôi nghe một giọng nói kỳ lạ. Tôi nghe một giọng nói giận dữ từ phía về Hương Ngân. Tôi bắt đầu nhìn anh ấy. Chị sẽ ra vậy. À, cái thằng nhóc này. Má không cứ đéo gì ra trong game này. À, thằng nhóc này không chịu trả lời. Nó chỉ ngồi ở đây nhìn chân và bắt đầu khóc. Bắt đầu mà sụp sùi khóc. Nhân viên thanh toán đã đang là cố giờ ta, nhưng mà có cái bịch sữa ở giữa họ. Này có phải đây là bạn con đúng vậy? Hay tại sao? Hay làm ơn hay để thanh niên ở nhà lần kế. Người xung quanh cũng gật đầu đồng ý này. Làm ơn. Vì mọi người chắc chắn rồi, tôi sẽ làm điều này. Đây là phí chờ đợi. What? Cậu nghe người không nghe không? Nhưng mà tôi có nghe nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ biết. Chết sao bắt đầu cười phá lên. Đây là cái giá cho việc tại con trai của mày là một thằng đần á. Nhưng mà nghe tao rồi đấy. Nhưng mà cái một sự nóng giận. Tôi ném cái ra, tôi ném cái băng nốt là vậy, tôi ném quỹ sổ của mình vào phía nhân viên Hương Ngân. Sau đó tôi ném lại hộp sữa và chạy đi. Chúng tôi sẽ chạy đây, chúng ta chạy thôi nè, chúng ta đi thôi nè. Cũng mặc cái gì ra đây. Tôi dành cả một hành trình này, chúng tôi dành cả một hành trình đi về trong sự im lặng. Vì sao thì chúng tôi tới mới ra bắt đầu mở miệng này. Cậu có thích ăn kem không? Không. Ok. Nhưng mà một chàng trai. Cậu biết á. Fuck, I'm sorry. Có vẻ như cậu cũng không giúp mình đâu vậy. Có một cái nhìn kia là whatever is good. I'm fucking hate this. Nếu mèo không biết á thì phần 1 cũng bị chán cái này luôn. Cũng là cái kiểu câu cậu thật sự không giúp mình đâu vậy. Mãi sao đó bắt em điên hay gì đó tình yêu nhé này. Nhưng mà có bao nhiêu cái ending tốt trong game này. Please god damn it. Tôi thật sự mở cái trò này rồi đấy. Fuck me. Một hộp sữa ngoài, hộp sữa ngoài, hộp sữa ngoài, hộp sữa. Ok. Không nói nhiều. Một hộp sữa đổ. Cái trò này, cái vấn đề nó là cái cốt truyện nó đã không có gàn sẵn rồi bây giờ mày. Tác giả của ông game này thật ra phần 1 là một cái phần khá là tốt. Nhưng mà trời ơi, game này có 5 cái ending. Tôi lười quá mấy ông ơi. Should we end this shit, guy? Should we end this, guy? Chơi trò này đâu, tôi muốn cho người ta chơi Sifu luôn cơ. Đồ chơi Sifu chơi xong. Nhưng mà trò này, cái game này cái đồ. Đồ cái game này.
Tôi ghét cái mày. Tôi ghét cái mày. Cái đoạn đoạn con chuyện ác chính đang thề em buồn cười quá. Chị ơi, hai. Rồi đó là hôm nay buổi chiều chỉ tới đây hả? Thật ngu ngốc nữa nha, tôi cố mẹ đi tìm tất cả anh đi trong game này chẳng. Okay. Xin lỗi mọi người nha. Nhưng mà tôi nghĩ giới hạn của tôi chỉ tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã buổi chiều hôm nay. Gặp mọi người sau nha. Mà tính đi. Hoặc là giờ kiếm cái gì chơi tạm đi. Mày cái trò này hơi sự tệ. Tôi biết là tôi sẽ thêm cái video này vào cái link gift Mimosa Back, nhưng mà tới cuối cùng tôi phải thừa nhận nha. Tôi không phải là big fan của những game kinh dị tâm lý, bởi vì nó chính là cái thứ mà tôi dở nhất. Đầu tiên đó là giải đố. Cốt truyện mình cũng phải giải đố để phân tách cốt truyện ra thì là mệt rồi. Kế đó nữa là con game này nó không để lại tôi cảm thấy cái dư vị gì kỳ lạ ngoài một cái dư vị khó chịu. Nhưng mà nhớ, chúng ta đã phá đảo trò chơi này rồi mọi người. Well, từ đó nó là điều tốt nhất rồi. Một vị hơi hơi chát trong miệng. Yes. Bắt đầu. Không biết tại sao nó lại chát. Nhưng mà nó vẫn cứ chát. À, giờ chim rồi gì chơi cho video coi. Thôi bây giờ Lunana gì nó khỏi Google mấy ông kia. À, thế ai cũng kêu mình chơi, nhưng mà tôi biết cái trò này là trò nào, và tôi biết chắc chắn là mình chơi trò này dở vậy. Scroller giống như nó side scroller giống như Hollow Knight, và nó là Toho có nhạc. Yeah, nhạc Toho luôn. Tôi biết cái trò này, thậm chí tôi từng chơi qua, và tôi nói thiệt ông là tôi không giỏi với cái game này lắm, cho nên tôi cũng đâu chơi. Ông nghĩ qua thử Dead Cell chưa? Ông chơi Dead Cell hồi rồi ông qua chơi Lunana là perfect luôn á. Yeah. Dòng game 2D luôn tạo ra một điểm nhấn là nó khó chịu đó, mà luôn phải kiểu phải là có một đang chơi game 3D nhớ qua game 2D sẽ là vấn đề lớn, nhưng mà thì thế nên tôi mới kêu họ nhất là nút bấm ha, mấy game này nút bấm quan trọng con... kiểu nó cần một sự khởi động giống như bắn Valorant vậy đó. Nếu như mà ông muốn khởi động trước khi vào Lunana, ông có thể qua nghĩa qua con Dead Cell. Con Dead Cell nó kiểu khởi động xe vậy đó, nó đi càng ngày càng nhanh lên, nó tạo cho mình cái zone á, thì thích lắm. Mọi vấn đề là nhiều trò quá. Vậy chi giờ nào cho vừa coi là một vấn đề là tôi phải nhức nhối luôn á. Thôi bây giờ nhá, nói trước cho bây giờ nhá, tôi có tải là Laboratory Company, Labyrinth of Luna, Edward, Godwide, Kitchen of Lamb, hai phần của Gun Factory là phần 4 và phần 5, cũng như tôi tải một con game Train, Nigger, Replican với con game tên là Anno. Yeah. Tổng cộng tôi có 6 rồi. Hơn ít nhất cũng tầm 6 trò để tôi live stream cho mọi người coi. Ông có thể chờ mấy đống game đó xong ông đăng lên trên community tab của ông cũng được. Cái tab cộng đồng á. Để cho người ta chọn rồi. Ừ, đúng không, rồi. Tiếc quá. Chơi là mình thích mình nhích chứ. Ở quên nó còn Black Soul nữa sao? Mẹ Black Soul. Anh em nào cũng vậy. Anh em nào cũng kêu, ai cũng kêu trò này, nhưng mà thôi. Được. Ưu tiên Dead Cell thôi kìa. Ưu tiên Dead Cell nhá. Ưu tiên Dead Cell. Nhưng mà tắt chim hả mọi người. Hôm nay tôi không biết là mình còn chim không nữa, nhưng mà bây giờ tôi đang rất thất vọng. Tại Dead Cell về trước. Còn cái Library of Luna là ông nào ngủ đây để xem. Một ông có một phiếu tôi rồi đúng không? Tôi là Lovecop. Tôi là Lovecop với Library of Luna. Lobotomy còn có hai trò đó cũng hay. Tôi sẽ cần sự hỗ trợ của ông nếu tôi chơi mấy trò đó. Nhưng mà ông muốn tôi chơi Dead Cell trước vậy đúng không? Ưu tiên ông vậy. Dead Cell trước đi. Tại vì tôi đẩy hai trò kia xuống. Tôi đã từng chơi trò Luna đó rồi, và tôi biết là mình chơi tệ đâm game này. Nếu như có một sự khởi động trước cũng tốt. Vậy thôi. Cảm ơn người tới buổi chiều hôm nay. Và hẹn gặp lại trong một sự mệt mỏi nào đó, và tôi không phải tin được là Cảm ơn người tới buổi chiều hôm nay nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người nhé. Bye bye mọi người.